Đây là cái hồ nuôi ếch bán hoang dã của chủ trại dế Thanh Tùng mình nha. Đây thì mình nuôi ếch mang tính chất giải trí thôi, tức là thả nó xuống một cái ao đất rộng, rồi kết hợp cho nó ăn là những cái nguồn mồi có sẵn như cá, rồi ốc bu vàng, rồi dung dế đồ, tức là mình nuôi theo dạng bán hoang dã để cho cái chất lượng thịt cái con ếch nó dẻo dai và nó thơm ngon như những cái con ếch bắt ngoài đồng nha. Ở đây mặc dù là mình nuôi nhưng mà mình nuôi theo dạng bán hoang dã. Đây là mấy con ếch này nó đang nằm mà này, nó nấp trong góc. Mình nuôi theo dạng này thì nó rất là nhanh lớn luôn. Và ếch thì gần như là khi mà làm thịt thì con nào nó cũng cái thịt nó cũng rất là dẻ, rất là ngon. Cái ao của mình thì nó rộng khoảng 500 mét vuông thôi. Thì chỗ mình nuôi ếch là chủ yếu là để giải trí và để phục vụ cái quán ăn gia đình thôi. Tức là những anh em mà có đến đây ăn thưởng thức các cái món đặc sản côn trùng thì trong đó có cái món ếch, thì ở chỗ mình là sẽ phát cho anh em một cái cần câu và tự ra cái hồ mà thích ăn bao nhiêu con ếch thì mình chỉ việc câu bấy nhiêu con lên để làm món thôi. Và ếch này thì khi mà đưa lên làm món thì thịt nó rất là dẻ luôn nha. Tại vì nó mình ở đây mình nuôi theo dạng là bán hoang dã, cung cấp cho nó toàn bộ là những cái mồi chạy thôi, tức là ốc, cá, rồi dế, rồi trùng. Là những cái con mà con mồi nó giống như ngoài thiên nhiên thôi. Cho nên là khi mà sử dụng cái những con ếch này thì thịt nó rất là thơm ngon luôn.
Cho nên là cứ nếu như anh em nào mà có cái sở thích hay là cái nhu cầu mà thưởng thức cái món ếch mà mình tự tự bắt tự câu ở chỗ trại dế Thanh Tùng mình thì cứ cứ đến trại nha. Tại chỗ mình là luôn phục vụ những cái món đặc sản mà mình tự nuôi ra. Nên chỗ mình là đặc biệt là nuôi ếch với cái mô hình là nuôi bán quan giả, cho nên anh em nào mà có cái nhu cầu mà vừa thưởng thức món ếch mà vừa vui giải trí luôn thì cứ đến trại với Thanh Tùng mình nha. Chỗ mình là luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh em nha. Thì khi mình đến đây thì anh em có thể là tự dùng cần câu để câu hoặc là mình vạch mà để bắt ếch thì chỗ mình vẫn đáp ứng được hết. Cho nên là nếu anh em nào mà có cái nhu cầu về giải trí và thưởng thức món ếch thì cứ liên hệ đến chỗ trại Dế Thanh Tùng mình.